Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ vợ. Nhớ là trong ngày hôm nay phải đem tài liệu của công ty Vigo đến đây cho tôi đấy. Dạ thưa chủ tịch, để tập hợp được tài liệu tôi có mất một ngày để chuẩn bị ạ. Ngày mai tôi mang cho chủ tịch được không ạ? Không sao đâu, ngày mai cậu đưa đến cho tôi cũng được. Thật ra là tôi chỉ muốn kiểm tra định kỳ, chứ chẳng có vấn đề gì quan trọng cả. Cậu cứ ra ngoài làm việc tiếp đi, tập hợp xong hồ sơ thì để lên bàn cho tôi là được. Dạ vâng ạ, khi nào xong tôi sẽ để trên bàn của chủ tịch ạ. Đúng là anh ta có vấn đề thật. Như vậy có nghĩa là công ty WeGo cũng đang có vấn đề. Chuyện này chắc chắn phải điều tra làm rõ mới được. Sao cô ta lại muốn xem tài liệu của công ty WeGo nhỉ? Không lẽ cô ta lại tìm ra bằng chứng gì? Không được rồi, mình phải xem lại tài liệu mới được. Không thể để cô ta tìm ra bất cứ bằng chứng gì mới được. Chị Lan Anh. Cô làm gì đấy? Đến đây làm gì? Em tới đây để tìm chị ạ. Tìm tôi? Tìm tôi có việc gì? Em muốn xin lỗi chị vì tất cả những chuyện ở lớp học ạ. Em không biết chị là chị của Dương nên bắt nạt chị nhiều lần, mong chị bỏ qua cho ạ. Cậu bắt nạt tôi á? Thế mà tôi cứ tưởng tôi bắt nạt cậu cơ chứ. Đó là do em hư, em nghịch ngợm quá cho nên chị mới ra tay để dạy em thôi. Bắt nạt gì đâu ạ. Nói thế nó sai ạ. Tại sao cậu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nhỉ? Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra luôn đi. Tôi ghét nhất là cái loại người nói chuyện vòng vo đấy. Không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn là thay đổi ấn tượng về bản thân trong mắt của chị thôi. Không có ý gì ạ. Thay đổi ấn tượng trong mắt của tôi? Tôi thì đang thấy cậu đang có ý đồ với con bé Dương nhà tôi đấy. Mới tí tuổi đầu đã không lo học hành, lại lo chơi bời nhăng nhít, lại còn học cách tán gái nữa à? Chị muốn điều tra về việc làm thuốc giả của công ty Vigo đúng không ạ? Sao cô biết? Vừa rồi em nghe trò hỏi về công ty Vigo, em đã điều tra và biết được rằng công ty đó là công ty của chị ạ. Cho nên em nghĩ rằng em có thể giúp chị tìm bằng chứng về việc làm thuốc giả của họ ạ. Cậu là người rất có đầu óc, có dạ tâm, có thủ đoạn. Khá lắm. Vậy chị đồng ý cho em giúp chị chứ ạ? Ngày mai hẹn cậu ở công ty trường mình. Dạ vâng ạ. Tất cả mọi người đã quen nhau hết rồi thì thôi, không mất thời gian nữa, vào thẳng vấn đề luôn nhá. Như tôi đã giải thích cho mọi người biết rồi, chị Lan Anh đây là chủ tịch công ty FVM. Dưới chứng của chị ấy có một công ty đang dính vào nghi án làm thuốc giả. Chị ấy không tiện ra mặt cho nên muốn nhờ tất cả chúng ta giúp đỡ chị ấy. Toàn, cậu nói đi. Cô ta trả cậu bao nhiêu tiền để môi giới vụ này? Này, cậu bị làm sao đấy? Nhìn tôi có vẻ thiếu tiền lắm hay sao? Này, tôi làm cái việc này là vì chính nghĩa mà thôi. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây cứ muốn để yên cho một công ty làm thuốc giả lộng hành như vậy à? Chị chủ tịch ạ, mà chị cũng rảnh rồi đấy, có hẳn thời gian để đi đóng giả là học sinh nữa. Công ty nào mà có chủ tịch như chị đúng là chuẩn bị phá sản rồi đấy. Loại bất tài vô dụng, bị người khác tráo đổi thuốc bao nhiêu lâu rồi cũng không biết nữa. Nếu mà tôi không giả danh là học sinh ý, thì làm sao mà tôi thể thay mặt em gái tôi và thay mặt tất cả các học sinh các trường trên các cô cầu được? Nếm mùi bị bắt nạt ý, có vui lắm không? Còn cái chuyện buôn bán thuốc giả là tôi có lỗi, tôi xin lỗi mọi người. Nhưng mà tôi sẽ điều tra rõ chuyện này và tôi sẽ không để cho nhân viên của mình lộng hành như vậy đâu. Mà thôi thôi, mà Kiếm Anh này, chính cậu đấy, cậu là một nạn nhân của bọn làm thuốc giả đấy. Đáng lẽ ra cậu phải đứng lên để mà chống lại bọn chúng chứ. Cái gì cơ? Kiếm Anh từng bị bọn bán thuốc giả lừa? Toàn, mày im mồm đi. Đúng rồi, ông ấy thấy người ta bảo là có cái loại thuốc giúp tăng trí nhớ, tăng trí thông minh, nên vét hết tiền để mua về uống đấy. Thế kết quả như thế nào?
Còn sao nữa, nếu như ở trên đời này có cái loại thuốc thần kỳ như vậy thì tất cả học sinh đã giỏi hết đi nhau rồi. Đấy, xong cuối cùng là ông uống vào, ông ngủ gật, trong giờ thi bị ngủ gật, xong rồi để bài thi làm giấy trắng. Kết quả là sao? Kết quả là phải vào lớp cá biệt chúng ta học đấy. Hèn gì, bọn tớ cứ thắc mắc mãi, cậu chăm chỉ như thế, tại sao tự nhiên lại vào lớp cá biệt với bọn tớ chứ? Đúng đấy, nếu mà như thế thì cậu bị bọn bán thuốc giả hại thảm rồi còn gì. Cho nên Kiếm Anh ạ, cậu mới chính là người phải đứng ra để phá hủy cái đường dây này, để chúng không thể hại thêm được ai nữa. Tớ nói toàn là đúng đấy. Từ trước đến giờ chúng ta chỉ đi phá phách thôi, chứ có làm được cái chuyện gì đâu. Tự nhiên bây giờ nhá, đang cơ hội lại còn phát huy thực lực của cả nhóm nữa. Làm việc tốt như thế, tội gì mà không làm. Ừ, Linh Chi nói cũng đúng đấy. Cái bọn bán thuốc giả này đúng là tám tận lương tâm mà. Nếu như chúng ta có thể góp phần phá hủy cái đường dây buôn bán thuốc giả này thì chúng ta vừa phát huy được tác dụng, lại còn làm được việc có ích còn gì. Thế bây giờ chị muốn bọn tôi phải làm gì? Tôi muốn mọi người làm theo kế hoạch của tôi. Tôi xin lỗi. Không sao. Thành công cài thiết bị nghe lén vào người của anh ta. Tốt lắm, bước đầu đã thành công. Nhưng mà hai người tuyệt đối phải cẩn thận đấy. Cẩn thận không anh ta phát hiện. Cô cứ yên tâm, diễn trò là nghề của bọn tôi cơ mà. Mọi chuyện chỉ khàn đầu. Mọi chuyện ấy, ổn cả rồi. Tất cả số hàng ấy đã được đánh cháo. Nếu không có gì thay đổi thì trong chiều nay tất cả số hàng đấy sẽ được đưa đến đại lý. Đến lúc đấy tôi và anh ấy chỉ việc ôm tiền rồi té thôi. Tốt, cố gắng làm cho tốt hả? Đừng để xảy ra sai sót gì. Mà công ty tôi ấy, con bé Lan Anh đã nghe không phanh được cái gì rồi, cho nên bắt đầu nghi ngờ em mình rồi đấy. Cái gì cô? Chủ tịch đã bắt đầu nghi ngờ rồi á? Cậu lo làm cái gì? Bọn mình đi trước nó một bước rồi cơ mà. Sau phi vụ ngày hôm nay ý, việc chúng mình cần làm ý là chia tiền rồi biến mất. Cho dù mọi chuyện vỡ lở ra ý, chúng nó tìm mình bằng cách nào, chín trời cá nước ý, muốn tìm bọn mình không dễ đâu. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Có thời gian để suy nghĩ thì tìm cho mình một con đường tẩu thoát để phải nhanh nhất đi. Chuyện đã đến nước này ý, do dự làm cái gì hả? Anh nói đúng. Chuyện đã đến nước này rồi ấy, thì chỉ còn một cách, làm thật nhanh ấy, rồi ôm tiền và té thôi. À, mà còn nữa, cái con bé là trước nghe nén chuyện của chúng ta, tôi ấy vẫn chưa bắt được. Ôi trời ơi, cậu quan tâm chuyện đấy làm cái gì nữa? Trước mắt ấy là phải thực hiện kế hoạch thật nhanh, để mà còn té. Được rồi, bây giờ tôi sẽ về phân phó đàn em để kiểm tra lại số hàng. Tôi ấy sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Đi nhanh. Được rồi, tôi đi nhá. Quen lắm, có phải là bạn của con thằng tao đúng không? Khai mồm, ai đưa cho chúng mày đưa cho tao? Bỏ ra, chúng tôi không phải theo dõi anh, với cả cũng chả có ai nhờ chúng tôi theo dõi anh cả. Chúng mày còn cãi được à? Cãi đó, anh. Đánh tao này, đánh thì đánh tao này, thích đánh à? Đừng đánh nữa, con chưa anh ta tỉnh dậy bây giờ. Bây giờ phải làm gì với anh ta đây? Hay là giao hẳn cho công an đi. Trước khi giao hắn ta cho công an, tôi nghĩ là chúng ta phải cho nó một trận đã. Đúng đấy. Khoan đã, không được làm như vậy. Làm như vậy là phạm pháp đấy. Mấy người cứ giao anh ta cho tôi,
tôi còn vài chuyện muốn hỏi anh ta. Sao chúng mày lại ở đây? Tôi gọi bọn họ đến đấy. Chuyện này... Cậu Trung này, tôi không ngờ là sau lưng của tôi cậu có thể làm ra những cái trò như vậy đấy. Có nằm mơ thì tôi cũng không tưởng tượng nổi. Chủ tịch ơi, em không biết chúng nó đã nói gì với cả chủ tịch, nhưng mà em xin thề là em không làm gì sai đâu ạ. Phía công an vừa mới gọi điện cho tôi, bảo là đã triệt phá đường dây buôn bán thuốc lậu do nhóm của cậu điều hành. Cậu có dám thề không? Chắc là giờ này bọn chúng cũng đã khai đến tên của cậu rồi. Cái lũ người đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, làm gì có tí lòng trung thành nào đâu cơ chứ. Chủ tịch, tôi cầu xin cô, cô cứu tôi với ạ. Cậu cầu xin tôi làm cái gì? Chẳng phải là cậu bảo là cậu không có việc gì để làm hay sao? Việc gì phải cầu xin tôi? Chủ tịch, tôi thừa nhận là tôi sai, mong cô hãy cứu tôi lần này ạ. Là tôi ngu xuẩn, tôi ngu dốt. Chủ tịch, mong cô nể tình tôi làm cho cô bao nhiêu năm nay mà cô cứu tôi mạng này với ạ. Bây giờ tất cả mọi người làm sai, rồi mọi người lại cầu xin sự tha thứ ấy, thì pháp luật còn trên đời này làm gì nữa? Cậu bảo là cậu theo tôi bao nhiêu năm nay, thế mà tính tình của tôi cậu không hiểu à? Trên đời này, tôi ghét nhất là những kẻ vì tiền mà có thể bán đứng đi sức khỏe và tính mạng của người khác đấy. Cậu có biết là tại sao đến giờ này mà cậu vẫn chưa bị công an lôi đi không? Tôi không biết ạ. Đó là bởi vì tôi muốn cậu ở đây. Tôi muốn thông báo cho cậu một chuyện. Đó là tôi chuẩn bị cho cậu lên chức giám đốc của công ty WeGo. Cậu cũng biết rồi đấy. Một khi đã trở thành giám đốc thì số tiền hàng năm cậu nhận được là vô cùng lớn. Nhưng mà cậu thì sao? Cậu quá tham lam, cậu quá nông cạn. Cậu có thể làm ra những cái trò táng tận lương tâm như thế này chỉ vì tiền thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu là cậu đã có tất cả mọi thứ, nhưng mà bây giờ cậu đã mất hết rồi. Cậu không những phải đền một khoản tiền lớn cho công ty, mà cậu còn phải vướng vào vòng lao lý nữa. Chắc giờ này là công an sắp đến rồi đấy. Cậu chuẩn bị mà nhận tội đi. Tôi mong rằng sau khi cậu ra tù thì cậu đừng làm những hành động như vậy nữa. Sống tử tế một tí, xứng đáng là con người đi. Tại sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Đúng là tội ma che mắt, quỷ đưa đường mà. Chẳng có ma quỷ nào che mắt hay là đưa đường cậu cả. Chỉ có cái lòng tham của cậu ấy là che lấp cái mắt của cậu thôi. Vào đi. Xin lỗi thầy, em có thể làm phiền thầy một chút được không ạ? Lan Anh, sao lại là em? Tự nhiên Lan Anh nghỉ học, cảm giác con mình trống vắng hẳn nhờ. Đúng rồi đấy, có cậu ấy lớp mình vui hơn nhiều mà. Hai bà tự dưng thân thiết với người ta từ lúc nào đấy? Chẳng phải lúc người ta đi học, hai bà bị đánh cho lên bờ xuống ruộng hay sao? Này, có phải là mỗi mình tôi bị đánh đâu? Cậu có phần đồng gì? Cậu! Thôi. Mọi người đừng tranh cãi về vấn đề này nữa. Chị tớ nhiều việc lắm nên là không có thời gian rảnh. Mà để lúc nào chị ấy ít bận ý thì tớ sẽ bảo chị ấy về đây thăm bọn mình nhá. Trời ơi, chị và cậu bận lắm, thời gian đi vệ sinh còn chẳng có nên là phải đến thăm bọn mình. Hay nhở. Tại sao cậu biết tôi không có nhiều thời gian để đi vệ sinh? Chị Lan Anh, sao chị lại ở đây? Tôi đến đây để thăm mọi người. Mọi người không cảm thấy vui à? Cả lớp chú ý, chủ tịch Lan Anh đã nói hết với tôi rồi. Các em giỏi lắm, lại còn góp phần vào triệt phá đường dây buôn bán thuốc giả nữa. Rất giỏi. Đây là bằng khen của cơ quan chức năng tuyên dương về hành động dũng cảm của các bạn. Còn phần quà của phía công ty chúng tôi sẽ được bật mí cho các bạn sau. Mong là các bạn sẽ vui vẻ nhận lấy phần quà này. Tôi đã báo với ban giám hiệu rồi. Ngay ngày mai, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương các em. Đây sẽ là tấm gương sáng để học sinh toàn trường nói theo. Thật đấy ạ? Lần đầu tiên em được tuyên dương trước toàn trường mà không phải là bị cảnh cáo kiểm điểm đấy ạ. Tớ cũng thế, nhất định ấy, tớ phải báo với bố mẹ tớ. Bố mẹ tớ chắc chắn tự hào về tớ lắm đấy.
Từ lúc tôi vào lớp 7 học đến giờ, chắc đây là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi đấy. Nhất định tôi phải ghi âm cái đoạn này lại, để sau này nhá, cho con cháu của chúng ta nghe được cái thành tích vẻ vang của bố mẹ chúng nó. À, ai thèm xin con là cậu chứ. Thay mặt cho toàn bộ nhân viên trong công ty FVM, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đối với các bạn, bởi vì các bạn đã giúp đỡ công ty tôi phá được một vụ án lớn như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi đã đặt tiệc tại một nhà hàng lớn. Tôi hy vọng là tất cả mọi người đều cùng tham gia và cùng chung vui với chúng tôi. Lại còn có cả tiệc nữa cơ ạ? À? Nhà hàng gần đây ạ? À? Đây là lần đầu tôi đến đấy. Tôi là chủ tịch công ty lớn, ra tay một cái là hào phóng ngay ạ. Thôi cho nịnh nọt chị tớ đi, chị tớ không thích ai nịnh nọt chị đâu.